Xin chào Việt Nam. Chào mừng các bạn đã đến với khóa học Angular Form. Để học khóa học này thì đầu tiên chúng ta sẽ sử dụng những kiến thức cũ từ khóa học Angular Web App để tạo ra một web app. Tôi sẽ vào CMD ở đây project của tôi và tạo ra một web app mới với các lệnh ng new. Tên app của tôi sẽ đặt là quản lý nhân sự QLNS Enter. Chúng ta sẽ đợi một lúc để máy gen ra cho chúng ta project mặc định. Như bình thường ta sẽ để nâu hết tất cả, chúng ta không cần cài đặt thêm. Select Starship và chúng ta lại đợi. Như vậy là máy đã gen xong cho chúng ta project mặc định. Tiếp theo chúng ta sẽ cd vào trong quản lý nhân sự. Chúng ta sẽ tạo mới một component. Component này sẽ có tên là nhân viên. No. Tôi đã bị nhầm câu lệnh là ng generate, còn new là new project generate. Nhiều khi hay nhầm. Rồi đã ra tạo xong rồi, ta sẽ mở project quản lý nhân sự của chúng ta lên. Do bài này có một số phần ta đã học ở bài trước nên tôi sẽ tua nhanh một số đoạn. Các lệnh như sau. Sau này tôi sẽ tạo ra một khóa học về TF TypeScript. Nếu như các bạn nào chưa biết thì Angular này chúng ta đang dùng TypeScript để gõ code. Chúng ta sẽ có phòng lập trình. Phòng kiểm thử. Phòng vận hành. Và phòng hỗ trợ. Ta sẽ khai báo 4 phòng như vậy.
nhìn cho lỗ củ chuối ta sẽ thêm thư viện CSS vào trong style.css, ta sẽ import thư viện CSS vào. Import này thì tôi sẽ để trong bảng phần mô tả, các bạn copy về. Như vậy là đã build xong và chúng ta đang có lỗi ở đây. Tôi sẽ tìm hiểu xem tại sao. Bây giờ ta sẽ kiểm tra xem lỗi ở đâu. Đầu tiên ta sẽ chưa cần onit chapter void vậy. Tên và họ. Deep Flat Phong Group. Label Phong Name Tên. Tiếp đến là họ, đặt lên và không cần, ta sẽ để một input bắt buộc nhé, một input không bắt buộc đa dạng input đầu vào của chúng ta.
nhìn có vẻ không được đẹp lắm cho lắm. Tôi sẽ cho tất cả vào thẻ deep flat và container. Nếu như các bạn muốn học thêm về Bootstrap 3 cũng như CSS thì hãy comment cho tôi. Nếu có nhiều bạn yêu cầu thì tôi sẽ bổ một khóa học về Bootstrap. Đó, rất dễ để chúng ta có thể làm đẹp form của chúng ta. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong một form cơ bản để tiếp tục học những bài tiếp theo của khóa học. Hẹn gặp lại các bạn ở bài học tiếp theo.